trước khi chúng ta sạc mà làm cái máy Galvanic á thì phải clean. Tại vì mặt á ai cũng có biết cách. Mà dù không có biết cách thì mình cũng phải clean những cái chất bụi bặm, những cái chất dơ đi ha. Cleanser. Ở dưới cổ ha, để cho sạch. Sau đó thì mình dùng cái khăn ướt á, mình remove cleanser đi. Sau khi mình remove makeup, mình remove những chất dơ đi với cleanser thì bắt đầu mình dùng cái máy Galvanic. Thì cái máy Galvanic này nó có hai cái ống gel. Cái step thứ nhất mình dùng cái gel trắng, nhưng mà mình làm nửa mặt thôi, rồi sau đó mình mới tiếp tục mình làm qua nửa mặt nữa. Tại vì nếu mà mình đi nguyên mặt á, thì nhiều khi mình đi không kịp á, thì gel nó sẽ bị khô, hoặc là cái phút của nó đó, nó cho cũng 2 phút thì nó không có đủ để đi whole face. Vì thế mà mình đi nửa cái ống gel và đi nửa mặt thôi ha. Thì mình thoa đều trên mặt, ướt. Và trong này nó đã set up cho mình số 1 cho gel trắng là 2 phút. Và khi anh chị làm, anh chị phải để ý cái tay nha. Sometimes anh chị vô tình, anh chị dịn cái tay trên tóc người ta nè. Anh chị thấy không, máy nó không work nè. Hoặc là anh chị có thể dịn lên vai, máy nó không work nè. Cho nên phải để ý cái này. Cái tay mình nó phải touch vô cái da của khách hàng. Anh chị coi máy nó bắt đầu nó work nè. Nghe beep như vậy là máy nó đang work đó. Ok, thì khi mình đi á, mình nên đi thẳng lên, đi thẳng đưa lên. Tại vì cái nguyên tắc facial anh chị không được đưa xuống nha, đưa xuống sẽ bị sệ mặt người ta đó. Nhưng mà khi mình muốn xuống thì mình lướt nhẹ thôi, mình lướt nhẹ cái máy thôi, chứ không có được đưa như thế này. Đi lên rồi đi như thế này thì vô tình nó vừa kéo cái cơ lên mà lại kéo cái cơ lên rồi lại kéo cái cơ xuống, cho nên không có được. Nguyên tắc facial không được như thế. Mình muốn đi xuống, mình connect cái máy nhẹ nhưng mà đưa nhẹ xuống da người ta ha. Đừng có dứt cái máy ra khỏi mặt, tại vì mình dứt cái máy ra khỏi mặt xong tham cái điện của nó cũng bị đứt đi ha. Và tập trung những cái chỗ nào mà nó bị nhăn, những cái lằn rảnh này đó, những cái lằn rảnh này mình hold lại chút xíu, hold lại. Ok, còn đây thì mình đi bình thường thôi. Rồi ví dụ như chỗ con mắt nó nhăn nè ha, giờ mình đi dùng cái mắt nè, mình hold cái chân mày, mình push cái chân mày lên và mình giữ lại chút xíu để sau khi mình làm mình sẽ thấy cái chân mày nó nâng cao lên, nó làm cho cái mắt người ta nó to ra, thì nó nâng cái chân mày lên, hold lại. Rồi những cái chỗ này nó cũng hay bị nhăn nè ha. Và dùng mắt nè, dùng mắt thường thường nó hay bị bọng mắt á, mình đi qua đi lại như thế này ha. Rồi chỗ này thì mình hold lại cái rãnh này, rồi tiếp tục đi vòng lại, đi lên, đi lên, lên trán. Trán thì mình có thể mình đi ngang hoặc đi dọc, đi ngang, đi dọc. Khi anh chị nghe những cái tiếng beep mà nó kéo dài liên tục á là coi như máy nó đã xong ha. Xong rồi thì cái gel trắng á mình phải chùi đi cho nó sạch, mình phải remove cái gel trắng đi. Rồi sau khi mình remove cái gel trắng đi thì qua step thứ hai là cái gel xanh, thì mình cũng apply nửa ống thôi cho nửa mặt nha. Trong máy đã set up cho mình cái gel xanh số 2 và 3 phút ha. Cái tay touch cái da người ta. Và lúc nào cũng đưa lên.
cái trường hợp này, trong lúc mà anh chị mà làm đó, đang làm cho khách đó mà không nghe tiếng bíp á, thì anh chị phải biết là nó có những cái, nó cũng có cái chuyện gì đó nó xảy ra, có thể là gel trên mặt nó không có đủ, gel nó bị khô đó, thì nó cũng không có làm cho máy nó work ha. Hoặc là cái tay cầm máy của mình đó, nó cũng bị khô, nó hơi thiếu nước đó, thì cái máy nó cũng không có bíp. Và hoặc là cái đèn nó sẽ chớp. Ví dụ như nè, anh chị coi nè, tôi mua cái tay, tôi không dịnh cái da của khách hàng này, tôi dịnh đây nè, tôi không dịnh da, anh chị có thấy là đèn nó chớp không? Mà trong lúc anh chị làm như vậy mà anh chị thấy đèn chớp, có nghĩa là anh chị phải hiểu là mình đang bị ron cái gì đó, là phải dừng lại liền nè. Tại vì cái tay tôi đang dịnh nè, bây giờ tôi dịnh xuống da thì đèn nó sẽ đứng lại nè, anh chị thấy chưa? See, đèn nó đứng lại nè. Nhưng mà nhiều khi mình làm cái mình cũng quên á, mình đưa xuống dưới này, mình dịnh xuống dưới này đó là đèn nó chớp, thì lúc đó là anh chị phải biết là cái mình đang đi bị ron ha. Hoặc là gel nó ít, nó cũng xảy ra tình trạng này, và tiếng không có tiếng bíp, thì mình phải biết là mình đi không có đúng, thì mình phải ngưng liền, chứ nếu không thì nó không có work trên mặt người ta, rồi nói ôi sao đi không thấy gì hết ha. Đã thấy chưa, đèn nó sáng lại nè. Hoặc là anh chị đang đi như thế này mà cái gel nó bị khô quá nè, nó khô nè, thì mình sẽ làm cách nào? Mình không cần phải bỏ gel thêm, thì cái chai Skin Mist này nó là light moisturizer đó nha. Mình có thể mình spray trên mặt khách, nhắm mắt lại người đẹp customer, nhưng mà cũng là người đẹp của tôi đó. Mình có thể spray như vậy để mình làm lại ha. Rồi mình tiếp tục mình đi thôi, mình đi máy thôi.